Ấy chết rồi, hồi sáng dì Tư đi chợ quên mua chai dầu ăn hết rồi. Có cần gấp không dì Tư? Để con chạy ra ngoài tiệm tạp hóa gần nhà con mua cho. Cần con. Không mấy con chạy ù ra tạp hóa mua giùm dì Tư chai dầu đi. Dạ rồi. Ừ. Để con lên trển lấy cái áo khoác rồi con đi liền cái gì. Rồi đi lẹ giùm dì Tư nha. Nè Thanh Vân ơi. Dạ. Tiền nè con. Dạ thôi, để con trả rồi con về tính lại với dì Tư. Vậy cũng được, đi nhanh dạ. Nha con. Ây da. Chết rồi, quên nhắc nó mua tiêu nữa. Vân ơi. Ơi, đúng là già lắm cắm thiệt tình á. Ui da. Dì Tư, chị hai con đâu rồi dì Tư? Chị hai đi mua giùm dì Tư chai dầu ăn rồi, xíu về liền hà. Vậy còn mẹ con đâu? Mẹ con đi chùa. Thôi đi xuống bếp chơi với dì Tư đi, chút xíu chị hai con về ha, đi. Thôi, con chơi cái này. Hả? Vậy cũng được, con ngồi đi chơi nha. Dì Tư đi xuống bếp bận công chuyện nha. Dạ, dì đi đây. Chị hai chỉ cho mình chơi. Sao kỳ vậy ta? Mình dễ quên quá. Chị hai chỉ lại cho mình là mình nhớ liền. Rồi ta. Chị hai ơi. Chị hai. Ý, chị hai, em nè. Chị hai, em nè. Dì Tư. Dì Tư ơi. Dì Tư. Sao mở cửa vậy ta? Về rồi hả con? Ủa, bộ bác gái mới về hay sao mà cửa mở toang vậy gì? Hồi nãy con đi con nhớ con đóng kỹ rồi mà. Mà chủ đi về trễ mà. Chết rồi, hồi nãy dì Tư đi bỏ rác quên đóng cửa. Chết cha, mở tăng quát rồi hả? Con đóng lại rồi. Vậy tốt rồi. Ủa, Mỹ Ngọc xuống chưa vậy gì? Em nó xuống rồi, nó kiếm con đó, ngồi trước. Chắc không có con, nó lên phòng nó chờ con rồi. Dạ. Ừ. Không biết kiếm cái chuyện gì không nữa. Để con lên rồi con xuống phụ dì Tư nha. Mỹ Ngọc ơi, Mỹ Ngọc.
Dì Tư ơi, đâu có Mỹ Ngọc trên phòng đâu. Hả? Không có hả? Ủa? Vậy Mỹ Ngọc ơi, coi chừng em nó ra giường. Mình ra kiếm nó coi con. Mỹ Ngọc ơi. Mỹ Ngọc ơi, em đâu rồi? Con đâu rồi? Mỹ Ngọc ơi. Mỹ Ngọc ơi. Con ơi. Mỹ Ngọc ơi, con đâu rồi? Con ở đâu? Chị Tư ơi. Mỹ Ngọc ơi. Mỹ Ngọc ơi, con đâu rồi? Con ở đâu rồi Mỹ Ngọc ơi? Chị Tư đi bên này đi, để con chạy bên này cho. Mỹ Ngọc. Đôi tay con vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.